nó khóc. Yeah. Nó gà. Mới gà sáng nó khóc. Yeah. Đừng mà tranh chấp với nhau á. Rồi ra tòa bên thắng bên thua. Rồi bắt đầu cái ông này đây nè, ông mà thua đó, ông thư cho bằng được, ông viết cho bằng được. Rồi bây giờ ông bảy là ông kể hết nghe. Rồi ông nói ông đi 7 năm nay hết luôn cái nước Việt Nam luôn, mà qua bên Thái Lan, qua bên Miên luôn, rồi gỡ cái ếm này ra mà gỡ không được. Nói chịu đau lớn mà tình cờ gặp huynh đó, bữa đó huynh dạy hết á. Rồi bây giờ tự nhiên bây giờ nó thấy vậy, bắt đầu nó thư bả, bây giờ nó dữ hơn nữa. Nó ủa sao vậy? Rồi huynh có đi hỏi người ta không? Nó có đi mấy ông thầy nhiều lắm rồi. Để có từng nay rồi đi cũng có xe hơi du lịch mà cũng đi nhiều rồi, nó thư cái gia châu gì vậy chồng á. Bây giờ là mấy ông này gỡ mới được, phải cái người nào mà cao tay ấn á mới gỡ được. Bây giờ cô gầu quá rồi, ông Năm ơi. Vậy hả? Thì sao huynh không cho hay? Rồi ông mới kể thiệt hết trơn, ông nói nó dễ hình nộm sao, nó bước ra nhà có cái hình nộm, ông đạp với giò nó, trời ơi, nó giữ gì đó hả? Mà đầu tiên ông đâu có kể đâu, sau này ông khui hết trơn. Ông biết chừng người hại luôn á, nhưng mà ông không cách nào mà ông giải được. Ông đi nhiều thầy dữ lắm rồi. Rồi thầy, ông mới nói thôi bây giờ không sao, rồi ông đi tới rồi. Thì tới nhà thử coi có giúp được không. Em cái đầu ổng lại nhà ổng. Nhà ổng lớn á, vợ nhà ổng. Cái thấy bả cái mình mới có tháng trước thấy bả ngon lại lắm mà bả đi chợ kia đâu bây giờ mới bình thường. Sao bây giờ tự nhiên sao bả nằm cái võng mà cái bụng bả làm như sắp xanh vậy, cái bụng sao ngổ vậy? Trời ơi, bụng bự dữ vậy nè. Cái ông Năm nghe thôi bây giờ lỡ rồi tới đây mình đâu có làm thầy gì đâu. Ông Năm có làm thầy bà gì đâu. Ông Năm có nhớ một cái là mấy người mà có căn á, người ta nó có xin cái điển của mẫu á, gỡ mấy cái thư ếm này hay lắm. Thì nghe, tại vì lúc này ông Năm thường hay lại mấy cái thiền á, mấy cái thiền nào thờ mẫu rồi kia, mấy cái linh căn hả? Ông Năm nói thử thôi, thử. Chứ mình, ông Năm đâu có làm thầy làm bà gì đâu. Tự nhiên chấp tay vô cái nguyện sinh. Rồi nguyện có tự nhiên hai cái tay ông Năm chuyển dữ lắm, rung lên chuyển dữ lắm. Mình mấy cứng ngắc luôn. Tự nhiên cái tay để ngay cái bụng của bà, vuốt mấy cái, vuốt cái bụng của bà. Cái rồi nó xong. Cái ông Năm mới về. Vậy nó thôi bây giờ khỏe, không sao đâu. Qua ngày sau tự nhiên cái bụng nó bự, tự nhiên nó xẹp. Qua ngày sau nó xẹp. Qua bây giờ mắt luôn. Nó xẹp từ từ ông à. Tại vì ông Bảy này, ông nói á, là nó thương bằng da trâu, bởi vì ông Năm mới tới nghe cái giọng bả coi cái da trâu ra ngoài nằm ở chỗ nào. Mà rút đâu thấy da trâu gì đâu. Rồi đó, mấy vị linh căn gì cũng nói, nó chỉ có cái điển không có mẫu mới cứu được mấy vị này thôi. Đó, bây giờ bả sống tới giờ luôn á. Mua về Phật là một cái kỷ niệm mà ông Năm không có ngờ được. Cái vô hình này ông Năm không có lý giải được. Nó thật sự với các con vậy. Ông Năm tu có một mình mà ông Năm không có học hành gì chứ. Mà tự nhiên nó có một cái mà cứu nhiều người, một cái bà nào ở dớp này chết rồi đó, vậy nữa. Nằm nghèo đầu chết á, tự nhiên ông Năm kêu quýnh chuông lên, quýnh chuông lên, tự nhiên ông Năm sắp tay vô sinh. Chắp tay rồi xin tự nhiên mình mấy ông Năm nó cứng làm như là người má vậy. Nó nói, ủa sao ngộ mà cái trí vẫn còn nha. Mà mình điều khiển cái thằng không có được. Ngộ lắm. Bây giờ thầy nói cái vô vi này nó không có lý giải gì được chứ. Người tới cái tự nhiên cái vuốt bạn cái hết. Đó là những cái kỷ niệm mà cách đây cũng cả 9-10 năm rồi. Rồi sau này ông Năm cũng đi nhiều chỗ nữa. Rồi ông Năm đâu có tiếng tâm gì đâu. Ông Năm đâu có tiếng tâm gì, mới quen biết một Hải. Hải tự nhiên cái đem người ta nó bệnh á. Ông Năm chỉ nói về vấn đề Phật Pháp thôi. Khi mà người ta gắn ăn chay niệm Phật, làm lành lắm dữ đi, Nam Mô Di Đà Phật. Mình thương người đó là chính mình thương mình. Còn mình hại người đó là chính mình hại bản thân mình. Nam Mô Di Đà Phật, ông bà của quyền cũng mong chờ mình để mình có cái công đức phước báo gì đó. Để ông bà mình được đi đầu thai đi siêu thoát. Con cháu cố gắng hành thiện làm những điều tốt. Tránh sát sanh gì đó. Còn ông Năm chỉ khuyên thôi. Sao cái mấy người kia, mấy đứa càng ngộ lắm, còn mấy đứa nó gặp thầy thầy nó khóc. Nó ra. Mới ra sát nó khóc. Nó nói thầy ơi cho con xin đi tu. Còn nhiều đứa gặp thầy tự nhiên nó quỳ lại giữa lộ luôn.
nó ngộ lắm. Thầy ít đi lắm, ở nhà là nhiều. Dạ. Thời gian qua thầy đi thầy cũng giúp cho bá tánh cũng nhiều, mong rằng mọi người được bình an. Những năm chỉ mong như vậy thôi. Năm sẽ giữ mãi cái thân xác này, nếu mà đến ngày viên mãn thì giúp được mọi người, giúp bá tánh được hướng thiện và giúp mọi người biết được là cái luật nhân quả. Mình thành, mình làm gì cũng có cái nhân quả hết. Mình kiếp trước mình cũng có tạo, hay là kiếp này mình có tạo thì cái quả báo nó sẽ đến. Thì ông Năm mới lập cái bề trái ra cho mọi người thấy là những cái clip Hoàng Hải quay á, là những cái mình mấy bị như con gì nó bò tùm lum hết trơn. Ông Năm mới mời cái phần ở trong cái xác ra nói chuyện, thì cái xác nó nói là đập đầu cá dưới này kia chết đó. Rồi xác xanh dữ lắm, bây giờ hôm nay là nó bị cái quả báo như vậy nè. Đó. Thì ông Năm đem ra những cái thật đưa ra để cho mọi người ta nhìn vô, người ta hướng thiện. Đó, những lời Phật dạy sau này mình ông Năm hành y như là Phật dạy vậy đó. Mua gì Phật. Thì hôm nay ông Năm tâm sự với con. Ông Năm từ ngày ông Năm phát tâm tu, ông Năm chỉ biết là trên thiên dưới địa thôi. Quy theo Phật mà lời Phật dạy sao, kinh giáo của Phật sao thì thầy ông Năm hành y như vậy. Tại vì năm nay ông bảy ngoài không biết ai ra đi lúc nào, nhưng mà cái thân của ông Năm cố gắng ngày nào mà còn tồn tại cái gian này thì cái xác ông Năm cũng dẫn đi, cũng giúp cho bá tánh, giúp chúng sanh. Ma quỷ phải có nơi có chỗ, chứ không có vô người ta mà hại, mà để cho bữa con nhỏ nào không biết bị con ma xì ke bắt nhập vô trời. Rồi thầy đâu có biết, nó đâu nửa đêm 2 giờ thầy ơi, con chờ bạn con xuống, nó chờ bây giờ thì ngủ quá, con xuống giờ này sáng đi con. Sáng đâu ở thành phố, thầy đâu có biết đâu, nó chờ xuống xuống đây vô dắt ghế ngồi thầy hỏi. Tự nhiên cái phần âm á, nó ra nói chuyện với thầy, nó sao bây giờ con đi tu ngồi gì mà thầy đừng có theo cái xác nữa, khổ lắm, tu đi rồi thầy sẽ đưa con đi tu học để đầu thai trước khác. Dạ dạ, thầy mới đưa vô trong, thầy bắt nó ra một tháng trời, đứa con gái nó không ăn uống gì hết trơn. Nó ngồi mà lộ không, thấy tội nghiệp lắm. Mấy người mà đi dắt nó xuống đi chung á, tội nghiệp lắm. Tại vì cái ngôi nhà ở trên mà thành phố là một cái kiosk, hiểu không? Rồi nó bán, nó cho mướn bằng cái giá rẻ. Rồi mấy người mà tao vô tao mướn cái kiosk, người ta bán quần áo gì đó. Mà chủ nhà giấu là có đứa thằng con trai mà nó chích xì ke nó chết ở trong đó. Giấu không cho biết. Giấu đâu cho biết. Cái mấy người này tao vô tao mướn đâu biết. Được có tháng qua tháng sau, nhỏ là bị dính rồi. Tự nhiên nó nóng nảy, nó đập phá tùm lum hết trơn. Nó không ăn uống gì hết trơn. Cái ga lộ, ngồi gục đâu, gục đó ngoài lộ. Kêu vô nhà không vô, mà suốt một tháng trời, mượn gái mà ghiếc mà nó ốm còn xương da không. Trời ơi, thầy cứu nó được, thầy mừng nó sức nó ra, nó bây giờ con khỏe rồi thầy ơi. Cái được đâu từng lễ sao nó gọi điện xuống, thầy ơi bây giờ nó ăn dữ lắm rồi, thầy cảm ơn thầy giúp bây giờ nó con thấy nhạc mừng không? Nếu mà cũng như ở cái căn nhà ma quỷ, con có coi không? Chưa, không chưa có coi clip đó.